con xin quý vị hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn cậu Việt Dũng được về nước thiên đàng. Kính thưa đồng bào quý mến, hôm nay là ngày Christmas. Thì phải nói là người Việt Nam chúng ta ở khắp năm châu có rất nhiều người đã xa gia đình, bởi vì chúng ta là nạn nhân của những cuộc chiến kinh hoàng và khốc liệt, khủng khiếp, đau khổ. Trong số đó thì chắc chắn có chúng tôi, và đương nhiên có hàng triệu gia đình Việt Nam chúng ta là nạn nhân của chiến tranh, của bọn cộng sản khốn kiếp, của bọn tự do quá trớn hung dữ ác độc, không thua gì bọn cộng sản siêu vi khuẩn hăng hại. Và kính thưa đồng bào, sáng khoảng 4 giờ sáng ngày hôm nay, trong giấc ngủ thiền định, tôi đã được chiêm nghiệm về sự đau buồn và hối tiếc của nhạc sĩ Việt Dũng. Mà đối với tôi, đây là một cậu em rất là tài ba, một thiên tài của Việt Nam chúng ta, không hơn không kém. Việt Nam chúng ta có nhiều thiên tài lắm, thưa quý vị. Và cậu Việt Dũng hiện ra với tôi trong giấc ngủ và mách bảo rằng: anh không cần phải đi tiễn đưa em, mà anh phải lo công việc thông báo tin mừng vĩ đại của Thượng Đế và của ông bà tổ tiên chúng ta, và của hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra để phù trợ và dẫn dắt nhân loại. Và đồng thời anh còn có một trọng trách nữa là lãnh đạo cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Vì thế, anh không cần phải đi tiễn đưa em gì cả. Cũng giống như anh Lê Phương, nhạc sĩ Lê Nguyên Phương đã từng cam kết với anh như thế: không cần phải tiễn đưa người chết làm gì, mà hãy lo công việc quan trọng. Và thưa đồng bào, tôi rất ngạc nhiên, bởi vì ngày xưa khi mà nhạc sĩ Lê Vương Phương với tôi, chúng tôi có ngồi nói chuyện với nhau và nói có giao hứa rằng là mai mốt đứa nào chết trước là đứa đó may mắn. Nhưng mà chúng tôi yêu cầu là đừng có đi chôn vô ích, để người khác chôn đi, mình lo việc của mình, phải làm chuyện quan trọng hơn. Và tôi đã không có đi tiễn đưa nhạc sĩ Lê Nguyên Phương. Và cho đến ngày hôm nay thì đến cậu Dũng, nhạc sĩ Việt Dũng thì cũng hiện với tôi như thế. Và nhạc sĩ Lê Nguyên Phương lúc mà một ngày sau khi mà chàng mất thì chàng cũng hiện ra với tôi trong giấc ngủ mà cũng nhắc nhở như thế. Và thưa đồng bào, điềm báo này nhạc sĩ Việt Dũng, tôi thấy trong giấc ngủ nhạc sĩ Việt Dũng có vẻ hối tiếc và buồn lắm, bởi vì nhạc sĩ Việt Dũng đã chưa làm bổn phận của Việt Dũng trọn gói. Đó là những gì mà cậu Việt Dũng tâm sự với tôi trong giấc ngủ. Cậu nói là đúng ra em phải thông báo những tin mừng vĩ đại mà anh đã nhắc nhở bấy lâu nay, cũng như gia nhập Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam gấp. Thế nhưng em đã chưa làm điều đó. Giờ đây anh làm ơn
James nhắn lại cho đồng bào Việt Nam chúng ta ở hải ngoại và ở trong nước. Hãy nghe lời anh gấp, phụ giúp anh tất cả mọi phương tiện cần thiết, cũng như đồng hành cùng anh, giúp anh tất cả mọi phương tiện, nhân lực, tài lực, trí lực, dũng lực, tâm lực, bi lực mà anh đã kêu gọi bấy lâu nay. Hãy làm như thế thì dân tộc và đất nước chúng ta sẽ được Thượng Đế giải cứu khỏi bọn cộng sản và bọn tài phiệt quốc tế. Anh làm ơn nhắn lại cho đồng bào được biết. Em cảm ơn tất cả đồng bào đã thương yêu quý mến em. Và em chỉ xin một điều là kính xin đồng bào hãy nghe lời anh khuyên bảo và phụ giúp anh, đồng hành cùng anh để làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt gấp. Và thưa đồng bào, đó là những gì mà nhạc sĩ Việt Dũng đã hiện ra với tôi trong giấc ngủ vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm nay và thông báo như thế và yêu cầu tôi thông báo cho đồng bào được biết. Thì giờ đây tôi làm chương trình này để thông báo cho đồng bào được biết trên Internet. Và tôi hy vọng là đồng bào Việt Nam hải ngoại và khắp thế giới sẽ thực thi những gì mà Thượng Đế phán bảo và ông bà tổ tiên chúng ta phán bảo và hàng triệu linh hồn chiến sĩ hiện ra phán bảo, và sự yêu cầu tuyệt vời và đặc biệt của nhạc sĩ Việt Dũng đã bảo tôi, yêu cầu tôi và xin tôi làm ơn nhắc nhở cho đồng bào được rõ và được biết gấp. Thì nay bổn phận tôi làm đã xong, về phần này tôi sẽ đưa lên Internet để đồng bào quyết định quyền tự do cá nhân của mỗi chúng ta làm gì đối với công việc cứu nguy dân tộc và đất nước của chúng ta, và đối với công việc góp phần cứu nguy nhân loại. Thánh Giống chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Y Thiền Sư Thánh Giống xin kính chào tạm biệt, và chúng tôi mong chờ quý vị mau chóng đồng hành cùng chúng tôi làm việc gấp cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta gấp, và đương nhiên góp phần cứu nguy nhân loại gấp. Thành thật cảm ơn đồng bào. Và đây là dòng nhạc anh mến tặng cậu nhạc sĩ Việt Dũng, dòng nhạc mà anh đã sáng tác theo lệnh của Thượng Đế. Dòng nhạc này đồng bào có thể vào trang website của chúng ta facegodjesuschrist.com sang lại, cũng như xem xét 10 phép lạ vĩ đại của Thượng Đế tỏ hiện ra hướng dẫn nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi, và đồng thời 10 phép lạ này giúp chúng ta cứu nguy dân tộc và đất nước chúng ta. 10 phép lạ này giúp chúng ta cứu nguy dân tộc và đất nước chúng ta khỏi bọn cộng sản và khỏi bọn tài phiệt quốc tế. Và chúng ta sẽ không tốn một giọt máu nếu chúng ta dùng 10 phép lạ này của Thượng Đế ban cho để làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Thành thật cảm ơn đồng bào. Và sau đây là dòng nhạc tặng cậu Việt Dũng, tiễn đưa cậu về cùng Thiên Chúa Giêsu. Đồng bào quý mến,
Những ai chưa làm bổn phận của mình, phụ giúp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại, thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, thì hãy mau mau làm bổn phận của mình. Địa chỉ trên màn hình, đồng bào có thể thỉnh những hình ảnh này hoặc là thỉnh CD nhạc tĩnh tâm để chúng tôi có đầy đủ phương tiện làm việc gấp, bởi vì ngân sách của chúng ta đã và đang thiếu hụt trầm trọng, bởi vì đồng bào đã thờ ơ trước sự việc này. Và đây là lệnh của cha trời thượng đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta, cùng hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra, nhắc nhở cho đồng bào hãy mau mau làm bổn phận của mình, chớ chậm trễ. Một lần nữa, địa chỉ trên màn hình, đồng bào hãy gửi check hoặc money order thỉnh những hình ảnh phép lạ này, cũng như CD nhạc tĩnh tâm. Không được phép chậm trễ nữa. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là Phụ Động Thiên Vương tái thế Vương Đạo Việt. Vương Đạo Việt, Phụ Động Thiên Vương tái thế, kêu gọi toàn thể đồng bào hãy cùng nhau đồng hành cùng chúng tôi làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt gấp, và đồng thời phụ giúp cứu nguy nhân loại, bởi vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức. Đó là lý do tại sao những phép lạ này đã được cha trời thượng đế toàn năng tỏ hiện ra để dẫn dắt nhân loại. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào quý mến của chúng ta.